Chào tất cả các quý vị. Thì hôm nay mình vào web là aloluon.com. Đó thì có một cái thông tin mà có một người đăng lên là thông tin là bán cái mảnh đất tái định cư ở Lê Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội. Thì mình làm cái nội dung này chia sẻ với các quý vị về cái thông tin này, mình thấy rất là hữu ích đấy. Thì đây là một cái mảnh đất tái định cư có sổ đỏ ở Lê Hữu Hòa. Đấy thì các vị quan sát đây là hình ảnh sổ hồng đây. Sổ hồng. Đấy, nội dung tin đăng thì mình chia sẻ như sau là bán đất tái định cư vỉa hè rộng lòng đường ô tô tránh tại phố Lê Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội. Đấy, cái diện tích cần bán là 30 m². Đất tái định cư có sổ đỏ tại Lê Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội, đất vuông. Mặt tiền là rộng là 3 mét, sâu là 10 mét, có hai mặt thoáng, tức là phía trước là có vỉa hè và lòng đường là dài 11, rộng 11 mét. Đấy. Vỉa hè là 2,5 mét, đằng sau là mặt thoáng là có 2 mét, giá là 3,79 tỷ, bao sang tên này, thiện chí mua thì thương lượng. Đây là hình ảnh khu đất đây, thì các bạn xem đây là chiều rộng là 3 mét, chiều sâu là 10 mét và mặt sau cũng 3 mét đất vuông luôn. Đấy, thì đây là vỉa hè và đây là lòng đường. Thì theo bản đồ thì đây là hướng bắc này. Hướng bắc thì như vậy là cái mảnh đất này nhìn phải hướng tây nam nhá, hướng tây nam. Đấy, bản đồ bắc thì đây là bản đồ chi tiết đây. Đấy. Nó là liền kề 0508. Đấy. Và hình ảnh. Đấy. Bên cạnh thì chắc có nhà đang xây. Đấy. Chúng ta quan sát là ô tô vào được rồi. Lòng đường hai bên ô tô, hai ô tô tránh nhau được. Đấy. Rồi là có vỉa hè này. Cái đất này giáp ranh với cả Hà Đông. Đấy. Thì cái nội dung video. Tôi chia sẻ cái thông tin là bán mảnh đất tại Lê Hữu Hòa, Thanh Trì là như vậy. Các vị có hỏi thêm gì thì có thể để lại bình luận bên dưới, và các vị có cái thông tin các vị có đất muốn bán ấy, thì các vị cũng có thể để lại bên dưới hoặc là để lại số điện thoại để chúng tôi có thể là chia sẻ giúp các quý vị, giúp các quý vị có thể là bán được cái mảnh đất mình muốn mà các vị không cần phải đăng tin. Đấy, video này mình kết thúc ở đây. Cảm ơn các vị đã xem và hẹn gặp lại các quý vị ở video mới ạ.